Xin chào cô bác bà con đang sửa cái mô cho anh em cái gì nó dẻo quá với đắp dày quá ốp vô dày á thì sẵn đây mình muốn chia sẻ một điều nhỏ thôi ngắn gọn thôi về cái cách gãy phân phân chuồng phân hữu cơ phân hộp nói tóm lại là tất cả các loại phân à nó có nhiều cái uh, điểm sai nhiều cô bác anh chị em uh, chưa hiểu hay là uh, làm uh, suy nghĩ thế nào mà mình không hiểu nhưng mà gãy sai nhưng mà để mình uh, xin lỗi trước số anh em cô bác bà con gãy phân uh, cái cách, cách sai gãy phân sai như thế này đây là phân chuồng À, mình cũng xin lỗi mấy anh em mà đắp mô ấp mô dày cao sẽ dẫn dễ dẫn đến vấn đề ngọp ghế cái vườn này thì mình hôm đó cách đây khoảng uh, trên dưới 1 tháng thì mình có cứu một cái cây đắp mô lên uh, cao quá nó dày quá Tụi mình mới môi ra Rồi mấy cái mô này thì nó không ảnh hưởng không đổi là ảnh hưởng lắm nhưng mà mình phải uh, môi xuống để tránh tình trạng uh, mưa nhiều nó sẽ bị ngập rễ và khi đất dẻ quá thì cây nó sẽ không phát triển phát triển được đây là cái lượng phân bò khoảng một bao cho một gốc thì ông anh mấy anh em đào mô ấp mô xong rồi thảy vô như thế này thì mình cũng xin uh, xin lỗi trước mình nói sự thật để anh em bà con để tránh phải cái tình trạng như thế này phân bò hay phân hữu cơ phân nở hay là phân viên gì cũng vậy anh em cô bác bà con nông dân không nên rải sát gốc trước đó mình cũng có nói rồi thời so điểm mình còn làm suy si. nhưng mà giờ mình nghĩ rồi mình thả tháo những clip gần hết đây mình, mình muốn thông báo lại thì phân phân này nếu mà ẩm độ nó vừa phải cây này nó khỏe ha cây này nó khỏe thì không sao nhưng mà cây này nó không khỏe à, thì nó sẽ có sao nha. nó không khỏe mà dẫn mưa nhiều ha à, đây nè cái 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 lượng phân bò này nó sự giữ ẩm giữ ẩm cực cực kỳ mình không nói gãy phân bò là không đúng nha à, nhưng mà gãy phân sát gốc gì là không không ok à, có những cái gãy nó ra như thế này mà không quan trọng lắm đâu cần là cần những cái đầu ghế bên ngoài ở ở bên mép mô kìa ghế này cũng cần nhưng mà bây giờ vụ dục, dục phân kiểu này mình đang hạ cái mô để tránh những tình trạng khi mưa nhiều ẩm độ cao nó sẽ làm thúi cổ ghế nghẹt cổ ghế rồi dẫn đến thúi cổ ghế thì nó sẽ hư yêu cầu là nó nó, nó, thối thúi dấp dòng coi như xong phim cái cây này rồi thì cái giường của bà cô kỳ gọi cũng vậy đất cũng quá trình dẻ mà tưới nước nó không rút mà khi nó rút vô rồi nó không ra nó dẫn đến là nghẹt ghế thúi cổ ghế thì mình muốn thông báo cho cô bác bà con thứ nhất là cái vấn đề giải phân đừng nên giải sát gốc ví dụ như ở trong cái gốc cây đó cây lớn cỡ này nè cây cỡ lớn cỡ này đi thì à, cô bác à, bón giải ở trong ga năm tấc giải giáp vòng phân bò cũng được hữu cơ cũng được phân hộp cũng được vậy thì nó không có đến độ ảnh hưởng nhưng mà quan sát gốc bà con thấy không ở trên này nó 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 bình thường nhưng mà ở đây thì nó lại nó đó nó nó lại đen thùi lùi à, ý mình nói là khi khỏe không sao nha giống như con người ta mình đó khỏe thì ra ngoài nắng ngoài mưa nó cũng không nó cảm nắng cảm mưa cảm nước gì hết nhưng mà khi không khỏe rồi đó mà ra ngoài mưa ra ngoài nắng là có vấn đề nha à, hoặc là đang nắng mà mưa ha là nó sốc nó ảnh hưởng dữ lắm cho nên là mình muốn gợi ý mình muốn nhắc nhở cái hiểu của mình cho bà con cô bác biết là không nên gãi phân vào sát gốc chỉ nên gãi ngoài à, bỏ cái gốc ra năm tấc còn tùy theo cái cây nhỏ nếu cây nhỏ quá thì mình mình bỏ ra chừng phân tất là được rồi giống như cây mới trồng nó nó cái bầu nó còn như đây thì bây giờ mình gãi đây để cho nó ăn mình dẫn 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 dụ nó ra ngoài từ 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 từ, 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 từ ra ngoài nè là ok chứ gãi vô sát gốc rồi là không ok có nhiều nhiều người sai về vấn đề này lắm mình không phải mình biết nhưng mình thấy cái điểm đó liễm điểm hại cho nên mình muốn thông báo cùng bà con cô bác thôi chứ không gì mình thì đang sạc cái mô này ra nè sạc cái mô ra xong rồi mình này gãi phân cái phần nở rồi đủ điều kiện thì bỏ cái cây này khoảng 2-3 phân bò 4-2 phân bò ủ hoài là ok nhất Rồi mình xin cảm ơn toàn thể cô bác bà con đã ủng hộ kênh của mình Nếu thấy hay thì cứ chia sẻ Cứ cho mọi người, anh em, chú bác áp dụng để không có những cái hiện tượng sai lầm Để hư cây mình, uống công trình của mình trồng trồng mà để được cái kết quả mà trồng mà không có kết quả thì uổng lắm cho nên mình vì mọi người mọi người mới vì mình cô bác cứ thấy đúng phải hợp lý cứ làm còn không thôi xin cảm ơn chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác anh chị em những cái video sau à, để bổ sung thêm vì vấn đề ốp mô hoặc là sạc mô thì ví dụ như cái mô nó đã ok rồi đó có những cái mô bà con cô bác đắp rất là cao thì cô bác mình nên bổ sung cái mép mô làm sao cho nó hình thành một cái giống như cái mu gùa mình cũng hay có nhắc tới ở trong video mình đăng đó giống như cái mu gùa thì nó sẽ không có bị ôi nước không có bị nhạt rễ thì rồi cái đắp ra ngoài thì rễ nó khi nó ra nó sẽ lấy được dinh dưỡng mình sẽ bón phân có cái chỗ để bón phân còn có nhiều chú bác anh em đắp có cao quá giống như cái núi vậy đó giống như cái kim tự tháp không có chỗ để giữ phân thì rễ nó chỉ có việc bấm xuống nhưng sau này cô bác có điều kiện Các cái cô bác ốp mô vô thì khi đó cái cây nó không có lấy được lâu lắm nó mới lấy phân lâu lắm nó mới ra được lấy phân tại sao rễ nó bấm xuống rồi mà mình đắp ốp cái mô ra đó nhưng mà nhớ kỹ một điều nghe cô bác anh chị em ốp mô là không được quyền nâng cái mô cái mặt mô mà chỉ cần kéo ra kéo giãn ra cho nó rộng cái diện tích ra thôi giống như thế này nè mình chỉ hạ nếu cao quá xét đến mà nó nghẹt ghế thì mình hạ xuống còn không thì mình chỉ ốp ở phần ngoài ốp 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 từ 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 không nó ốp nhiều quá ốp nhiều quá nó, nó, nó cũng ngộp nữa cô bác nó không phát triển vậy thì mấy cái điều muốn chia sẻ nhắc nhở cùng bà con cô bác nếu có gì chưa phải thì mong cô bác bà con quan hệ xin cảm ơn